Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, những vật sắc nhọn như dao kéo là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên với những vật dụng như vậy, bạn không nên để tùy tiện. Rất nhiều gia chủ đã rước họa vào thân chỉ vì vô tình để dao kéo đúng vị trí cấm kỵ này, khiến sức khỏe giảm sút, đại họa giáng xuống. Vậy phải sử dụng, cất giữ dao kéo đúng cách theo phong thủy như thế nào để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe tiền tài? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Một, tránh để vật sắc nhọn trong phòng khách. Một số đồ vật như kéo, bấm móng tay, dao gọt hoa quả thường được đặt trong phòng khách. Theo phong thủy, tất cả các vật dụng sắc nhọn đều có tính ngột ngạt. Nếu đặt bên ngoài sẽ mang lại xui xẻo cho gia đình. Hơn nữa, phòng khách là nơi tiếp đón khách. Nếu không đặt cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao và gây bất lợi cho sự nghiệp của cả hai vợ chồng. Vì thế, khi dùng xong, các gia chủ nên dùng bao chuyên dụng bọc lại. Nếu không có thì dùng mảnh vải bọc lại, vừa an toàn lại đảm bảo thẩm mỹ. Nên bỏ chúng vào trong những chiếc hộp. 2. Tránh để tùy tiện ở trong bếp. Dao kéo là đồ dùng nhà bếp, nhưng nó cũng có thể trở thành hung khí bất cứ lúc nào. Mà theo phong thủy, bếp lại là kho của cải gia đình. Nếu tùy tiện đặt vật nhọn trong bếp sẽ làm tổn hại đến tài lộc của gia đình. Dao kéo hay những vật sắc bén nếu để lộ ra ngoài là thế phá tài. Cần lưu ý hai trường hợp thường gặp nhất. Một là những lúc không sử dụng tuyệt đối không được để dao nằm trên thớt. Hai là không nên cắm dao trong giá. Lưỡi dao cắm xuống hay cắm hướng lên đều mang ý nghĩa hung hiểm, gia đình dễ gặp tai nạn, tiền tài hay thất thoát. Dao đặt trên thớt được ví như cá nằm trên thớt, gia chủ dễ rơi vào tình huống nguy hiểm, khó hóa giải. Thế nhưng, dao làm bếp, dao gọt và các vật dụng làm bếp khác cần được để trong bếp mới thuận tiện cho việc nấu nướng. Vậy nên, cách tốt nhất để tiện lợi mà vẫn đảm bảo phong thủy là cất dao kéo đã rửa sạch vào trong hộp hoặc trong ngăn tủ. Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến tài lộc. Không nên để dao kéo lộn xộn ngay trên mặt bàn bếp. 3. Tránh trong túi. Để vật sắc nhọn trong túi là thói quen của rất nhiều người phụ nữ. Những món đồ như bấm móng tay, tỉa lông mày vẫn thường nằm trong túi xách của chị em. Tuy nhiên, chị em nên cất chúng vào trong hộp bảo quản đặc biệt, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận cả ngày. 4. Tránh để trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ thường có một số dao kéo nhỏ được sử dụng và vứt lung tung trên bàn trang điểm đầu giường ngủ. Điều này hoàn toàn không tốt xíu nào. Nếu dao kéo không được cất gọn vào tủ sẽ khiến phong thủy phòng ngủ không tốt, dẫn đến vợ chồng cãi cọ hay xảy ra mâu thuẫn không đáng có, gây nên sự thất bại trong làm ăn. Đối với những đôi vợ chồng son thì việc đảm bảo phong thủy phòng ngủ cần càng được quan tâm chú trọng hơn nữa. Dao kéo đặt lộn xộn có thể ảnh hưởng đến chuyện sinh con cái không được thuận lợi. Hãy nhớ mỗi lần sử dụng xong dao kéo hay vật sắc nhọn cất kỹ vào tủ. Nó sẽ tạo thói quen cho bạn sau này. Không những tốt cho phong thủy nhà ở của bạn, nó còn giúp tránh được nhiều nguy hiểm cho con trẻ sau này. 5. Tránh chĩa dao kéo vào mọi người. Trong lúc đưa dao kéo cho một người khác, bạn nên lưu ý không hướng đầu dao vào người. chĩa đầu sắc nhọn vào người khác vừa mất lịch sự vừa không an toàn. Bên cạnh đó, chúng cũng làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai người. 6. Đặt dao kéo ở phía bắc, phía tây hoặc phía đông ngôi nhà. Nếu đặt dao kéo ở những vị trí này trong nhà, tức là đã phạm phải sao ngũ hoàng, nhị hắc và tứ phi, không có lợi cho vận thế và sức khỏe. Nhất là những ai phạm sao thái tuế, vận khí vốn đã không tốt lại còn giảm đi trông thấy, sức khỏe vô cùng bất lợi, các mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng hơn. Quý vị thân mến, không chỉ có dao kéo mà còn có rất nhiều đồ vật khác cũng được các chuyên gia phong thủy khuyên rằng không nên đặt lung tung trong nhà, nếu không sẽ khiến tài lộc thất thoát, thậm chí là nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của chủ nhân. Chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của video, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, gương. Ở trong nhà không nên đặt gương đối diện với cửa vào nhà. Gương vốn có tác dụng phản chiếu, sẽ ngăn chặn tài vận, đem toàn bộ vận may tốt đều phản xạ đi, khiến cho sự nghiệp gặp trắc trở hay mất mát về tài vận. Đặt một tấm gương đối diện với tượng của các vị thần cũng là sự thiếu tôn trọng đối với họ. Thần linh sẽ không những không thể hiển linh được mà sẽ có tác dụng ngược lại. Gương thuộc về xung sát, sẽ chống đối với thần linh, đa phần là không tốt. Vì vậy, gương nhất định không nên để đối diện với tượng của các vị thần. Hay nếu gương đối diện với giường ngủ, khi người ta mới tỉnh dậy sau giấc mộng, ý thức của họ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, rất dễ dàng bị dọa sợ bởi bóng của chính mình trong gương. Đồng thời, gương vốn có một vai trò phản xạ, vì vậy gương sẽ chống lại chủ nhà, sẽ phản xạ đi những may mắn của chủ nhà. Đó là điều cấm kỵ khi đặt gương đối diện với giường ngủ. Gương vỡ hay nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả chỉ bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt. Khi chiếc gương bị nứt hay vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, tẩm thêm ít muối rồi đem vứt đi. Có thế mới giữ được bình an cho mình. Thứ hai, tranh phong thủy. Theo cách trang trí nội thất hiện đại ngày nay, những bức tranh với đủ đề tài, thể loại là điều không thể thiếu đối với bất kỳ gia đình nào. Ngoài việc giúp căn nhà trở nên sinh động, tươi mới hơn, thì vấn đề phong thủy cũng là một yếu tố rất đáng để quan tâm. Treo những loại tranh phù hợp với gia chủ sẽ đem đến nhiều may mắn, tài lộc. Ngược lại, nếu phạm phải những điều đại kỳ, có thể nhận nhiều xui xẻo. Tranh phong cảnh là một trong những dạng tranh treo tường được rất nhiều gia đình lựa chọn, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ treo chúng ở đối diện cửa ra vào nếu không muốn gặp điều xui xẻo. Tranh phong cảnh mang lại cảm giác tươi mới, dễ chịu cho gia chủ, nhưng nếu đặt ở đối diện cửa ra vào thì sẽ khiến tài sản gia chủ sẽ bị rò rỉ. Đặc biệt những bức tranh về thác nước, hồ nước mang lại những điều không may mắn. Không nên đặt chân dung của người đã khuất ở trong phòng khách, vì điều đó khiến những người thân yêu trong gia đình luôn nghĩ về những chuyện buồn trong quá khứ. Không khí gia đình sẽ trở nên chán nản. Nếu sự việc đó diễn ra trong thời gian dài, sẽ khiến mối quan hệ trong gia đình cũng như sức khỏe bị ảnh hưởng, công việc không thuận lợi. Không treo những bức tranh có màu sắc quá tối. Màu sắc tối của bức tranh sẽ làm cho không khí trong nhà trở nên u ám, ngột ngạt. Mọi người trong gia đình sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn rầu và thậm chí còn có thể bị trầm cảm. Khi đó, động lực trong công việc sẽ dần dần biến mất và tiền bạc cũng không cánh mà bay. Thứ ba, đồ cổ không rõ nguồn gốc. Những loại đồ cổ và vật dụng lai lịch không rõ ràng cũng không nên tùy tiện đặt trong nhà, tối kỵ những vật từ pháp trường. Ngoài ra, còn không ít các cổ vật bị đào trộm từ các ngôi mộ cổ mà người xưa đều được chôn cất theo phương pháp thổ tang. Đại đa số đều chết vì bệnh tật, mà những vi khuẩn gây bệnh này không ít loại không bị tiêu diệt ngay cả trong điều kiện thổ tang, mà sẽ ám vào trong các đồ cổ và vật dụng tùy táng theo người chết. Việc đặt các đồ cổ này trong gia đình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Thứ tư, hoa giả. Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, hoa là yếu tố mang lại sự tươi mới, tăng năng lượng trong ngôi nhà và căn phòng, tạo tâm lý thoải mái cho con người. Tuy nhiên, trong phong thủy, hoa giả không được đánh giá cao trong việc trang trí cho phòng ngủ, bởi hoa giả mang tính chất là chết chóc, giả tạo, mang năng lượng xấu, nên dù hoa đẹp đến đâu thì phong thủy cũng khuyến cáo không nên dùng trong bất kỳ phòng nào. Tương tự, hoa khô cũng không nên áp dụng để trang trí trong phòng, nhất là bạn muốn đặt hoa giả vào giữa trung tâm căn phòng thì càng nên kiêng kỵ. Ngoài ra, cũng không nên đặt hoa giả vào các vị trí quan trọng khác của căn phòng như cung hôn nhân. Tốt nhất trong phòng ngủ nên để thoáng đãng hoặc bày trí các bức tranh mang tính chất đôi lứa, tình yêu, hạnh phúc. Quý vị thân mến, trên đây là những vật phẩm không nên đặt tùy tiện trong nhà kẻo rước họa vào thân. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kỳ đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.